Kính chào quý vị, thời tiết nắng nóng và oi bức không chỉ làm cho người lớn cảm giác mệt mỏi, uể oải, khó chịu mà còn gây ra rất nhiều các bệnh lý ở trẻ sơ sinh. Đặc biệt là viêm da do rôm sẩy và hăm tã là tình trạng rất thường gặp ở trẻ nhỏ. Thưa bác sĩ, vậy thì chúng ta có thể điều trị rôm sẩy và hăm tã tại nhà cho trẻ sơ sinh hay không? Và trong trường hợp nào thì chúng ta cần phải đến bệnh viện ạ? Khi nào phải đến bệnh viện? Khi đến là trường hợp nặng, biến chứng. Ví dụ như anh có một cái hăm này xong rồi luet hết cả người da xong anh sốt. Đúng không? Đấy, nó từ nhiễm trùng ngoài da nó nhập vào máu gây sốt thì cái đấy chắc chắn là anh phải đến bệnh viện rồi. Còn đại bộ phận hăm tã và rôm sẩy là toàn chữa nhà hết. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên là chúng ta nên xử lý rôm sẩy cũng như là hăm tã cho trẻ tại nhà như thế nào ạ? Có hai cách. Tức là bởi vì nguyên nhân mà hăm tã và rôm sẩy là nó tác động từ yếu tố bên ngoài, đúng không? Tức là phải ngóng đã về cái môi trường ấy là rất là nóng. Nhưng mà có yếu tố thứ hai, yếu tố bên trong cực kỳ quan trọng. Tức là em bé làm sao cái da của em bé nó phải mạnh khỏe. Đấy. Thế thì để là chăm sóc cái da mạnh khỏe thì nó có rất là nhiều yếu tố. Vâng. Trong đó có cái chuyện ăn uống để cho cơ thể nó phát triển khỏe mạnh, được không? Thế rồi thì là vệ sinh như là tắm rửa để làm sao mà giữ cho cái vệ sinh và giữ cho cái da của em bé khỏe mạnh. Thế mà da khỏe, người khỏe và môi trường tốt thì không bị bệnh.